Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin đại diện cho Tuấn Vũ và Quốc Huy sẽ trình bày về bài vòng vo lại. Đầu tiên là cái hệ thống điện ở trong tim như thế nào? Thì nó là từ cái nút xoang nhĩ, nó sẽ dẫn truyền xuống nút nhĩ thất. Lúc này nó sẽ co bóp tâm nhĩ, sau đó thì dẫn truyền qua bó huyết nhánh trái và nhánh phải đến mảng Purkinje, sau đó là sẽ co tâm thất tống máu đi. Thì người ta nói là cái vòng vo lại á, là nó là cái cơ chế gần chung gần như là của tất cả các loại lặng nhịp. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái cấu trúc của nó sẽ như thế nào. Đầu tiên á, là ở đây là cái nút nút AV, nút nhĩ thất, đây là tâm nhĩ, đây là tâm thất. Thì khi mà một cái điện bình thường đi xuống thì người ta nói là nó sẽ đi qua hai con đường alpha và con đường beta. Alpha thì nó đi rất là chậm, beta thì đi rất là nhanh. Nhưng mà ngược lại á, là cái thời gian trơ của alpha thì nó sẽ rất là ngắn, còn thời gian trơ của con beta thì nó dài hơn. Thì khi một cái điện bình thường nó đi xuống thì nó sẽ đi qua con đường beta vì nó nhanh hơn khi mà nó đi xuống beta, còn alpha thì nó cũng đi nhưng mà nó đi rất là chậm. Thì khi mà beta nó khi nó đã hoàn thành cái đường đi của nó, hoàn toàn cái đường đi của nó và nó xuống tâm thất thì nó khử, thì nó sẽ quay ngược trở lại cái con đường alpha, và khi hai cái điện này nó gặp nhau nó sẽ triệt tiêu nhau. Đây là cái bình thường. Vậy khi mà nó có một cái vấn đề gì đó bất thường xảy ra, chẳng hạn như là rung nhĩ hay là một cái nhịp ngoại tâm thu đến sớm của nhĩ, thì lúc này là khi mà nó dẫn truyền điện xuống thì cái thời gian trơ của con beta vì nó dài cho nên là nó chưa kịp kết thúc, thì lúc này hai cái điện sẽ gặp nhau và triệt tiêu. Và bên alpha thì cái thời gian trơ của nó ngắn hơn cho nên là khi mà dòng điện mới đi xuống nó đã hết cái thời gian trơ rồi, và lúc này nó sẽ dẫn truyền theo con đường alpha. Và khi mà nó dẫn truyền hết cái con đường alpha này, nó xuống sẽ khử cực hất thêm một lần nữa, và đồng thời nó sẽ quay ngược theo con đường beta vì lúc này beta đã hết thời gian trơ, và khi nó quay ngược trở lại và nó sẽ quay lên, nó khử cực tâm nhĩ, và lúc này ở trên điện tâm đồ mình sẽ thấy được một cái sóng B mà nó sẽ nằm ở trong cái phức độ QRS, và đồng thời là khi lúc đó là alpha cũng đã hết thời gian trơ và nó tiếp tục quay trở lại xuống khử cực tâm thất, và cái quá trình này sẽ lặp đi lặp lại thành một vòng tròn và người ta gọi nó là một cái vòng vo lại. Thế thì đây là một cái hình mà mình đã tóm tắt lại những cái phần hồi nãy mình đã nói. Thì các bạn có thể coi đây là một cái hình A là bình thường, dẫn truyền bình thường. Nhưng mà cái hình này nó ngược cái bên kia một cái, là bên này là nhanh, bên này là chậm. Đây là một cái nhịp ngoại âm thu, nhịp đến sớm thì nó sẽ bị chặn lại, nó sẽ đi theo cái con đường chậm và nó đi hơi còn chậm, và nếu như cái quá trình này vẫn tiếp tục thì nó sẽ tạo ra một cái vòng vo lại và nó gây ra nhịp nhanh. Thì đây là một cái hình, nó sẽ tóm tắt hết toàn bộ các loại lặng nhịp có liên quan đến cái vòng vo lại. Đầu tiên mình sẽ nói về cái ở tâm nhĩ. Nếu như cái vòng vo lại nó xuất hiện ở tâm nhĩ thì nó sẽ có thể gây ra ba cái lặng nhịp như sau. Cái thứ nhất á, là cái nhịp nhanh nhĩ. Nếu như á, bình thường cái nút phát nhịp của mình là xoang nhĩ, nhưng mà nếu như nó không phải phát nhịp mà nó xuất hiện một cái ổ nào đó khác, một cái ổ nào đó mình khác, thì khi mà cái ổ đó mà nó phát nhịp nhanh hơn cả cái nút xoang nhĩ thì nó sẽ lấn át, và khi vì vì nó có cái vòng còn lại như vậy thì nó sẽ làm cho nhịp tim mình sẽ nhanh hơn, tăng nhanh hơn cái phát xung của cái xoang nhĩ. Cái thứ hai, và cái vòng còn lại nó sẽ nằm ở một cái vị trí bất kỳ nào đó, chỉ có một vòng còn lại thôi và nằm ở vị trí bất kỳ nào đó trên tâm nhĩ. Cái thứ hai á, là rung nhĩ. Cơ chế của rung nhĩ hiện nay thì nó người ta cũng vẫn đang đưa vào gọi là giả thuyết, và có hai cái giả thuyết, tuy nhiên tất cả các giả thuyết đều gom chung lại cái cơ chế của nó là vòng vo lại. Và đối với rung nhĩ thì cái vòng vo lại của nó là có rất nhiều vòng vo lại, đa phần sẽ tập trung ở tâm nhĩ trái, nơi đổ vào của tĩnh mạch phổi vào tâm nhĩ trái, và đồng thời những cái vòng vo lại này nó chi chít nó rất là nhiều, cho nên là tâm nhĩ sẽ không mình sẽ không có thu được sóng B như bình thường, mà nó sẽ là những cái sóng F nhỏ lăn tăn. Còn đối với cuồng động nhĩ thì nó sẽ là một cái vòng vo lại rất là lớn, gần bao phủ cả một cái tâm nhĩ luôn. Thì đó là đối với cái vòng vo lại nếu nó nằm ở ở tâm nhĩ. Cái thứ hai là cái vòng vo lại ở tâm thất. Thì cái vòng vo lại ở tâm thất này nó sẽ gây ra là nhịp nhanh kịch phát tại thất, nhịp nhanh tại thất. Thì cái nhịp nhanh tại thất này
nó sẽ bị gây ra bởi một số cái vấn đề, chẳng hạn như nhồi máu cơ tim, các bệnh lý về cơ tim, vân vân. Và chút xíu nữa mình sẽ trình bày về cái phần đó riêng. Cái tiếp theo á là cái vòng vào lại, nó sẽ nằm ở cái chỗ là nút nhĩ thất như hồi nãy mình trình bày, thì đó chính là cái cơ chế của cái AVNRT, là cái người ta gọi chung, vẫn gọi chung nó là nhịp nhanh kịch phát, nhịp nhanh trên thất, nhưng mà nó là phân loại đó là vòng AVNRT. Còn đối với AVRT thì đó là cái cũng đi qua nút nhĩ thất, tuy nhiên nó sẽ đi qua một cái gọi là một cái con đường dẫn truyền phụ, như ở đây là cầu Ken. Thì tùy vào cầu Ken bên trái bên phải mình sẽ có tiếp A tiếp B. Thì đây là hầu hết, đây là tất cả các loại loạn nhịp mà nó có liên quan về vòng vào lại. Thì ở đây đối với ở trong tâm thất thì mình coi đây là cái cấu trúc ha, đây là cái buồng thất, ở đây là cái đỉnh của tim, đỉnh của tâm thất. Thì khi mà một dẫn dẫn truyền bình thường từ cái bó huyết xuống cái mảng Purkinje thì nó chẻ ra hai nhánh, thì nếu như mà hai cái dòng điện nó gặp nhau thì triệt tiêu và không có chuyện xảy ra. Tuy nhiên á, khi mà bệnh nhân bị thiếu máu cục bộ của tim hay là thiếu máu dưới nội tâm mạc á, thì cái việc dẫn truyền qua cái vùng tim đó nó sẽ bị chậm lại. Và khi đó bên cái đường mà nó không bị ảnh hưởng thì cái nhánh này nó sẽ không bị triệt tiêu, và bắt đầu nó sẽ chuyển qua bên đây, nó sẽ kích thích. Khi mà nó qua bên này á, nó sẽ tạo ra rất nhiều sóng, nó kích thích. Và khi mà có nhiều dòng điện như vậy, nó sẽ kích thích và nó sẽ vượt qua được cái chỗ mà nó bị đi chậm lại. Và đến lúc này á, nếu như mà cái nhịp đập tiếp sắp tới của từ cái nút SA nó phát xuống mà nó kịp lấn át á, thì không có chuyện gì xảy ra. Lúc này nó kịp lấn át thì nó cùng lắm mà nó cũng xảy ra được một cái gọi là một cái ngoại tâm thu thôi. Tuy nhiên á, nếu như mà cái nhịp của nút SA xuống mà nó không kịp lấn át thì lúc này cái vòng vào lại này sẽ liên tục được tạo ra, và lúc này nó sẽ gây ra nhịp nhanh tại thất gọi là V-check. Thì đây là cái hình, đây là một cái hình đối với nhồi máu cơ tim. Thì nhồi máu cơ tim thì sao? Thế chẳng hạn đây là động mạch nó bị thiếu máu, bị chặn lại, và lúc này thì nó sẽ gây ra một cái ổ hoại tử ở trong tế bào cơ tim, ở trong tim thì nó sẽ gây ra ổ hoại tử. Thì xung quanh cái vùng nó sẽ là tổn thương, và xung quanh nữa nó sẽ là thiếu máu. Thì khi mà cái vùng tổn thương này thì sẽ có những tế bào cơ tim là nó đã chết, nhưng mà cũng có những tế bào cơ tim nó vẫn tại vẫn còn sống. Lúc đó khi mà phóng to lên á, thì nó sẽ tạo ra những cái chỗ mà lõm chõm như thế này. Thì lúc này khi mà cái dòng điện nó đi khử cực mà nó đi tới, mà khi mà nó đi qua những chỗ này thì nó dễ dàng hình thành những cái vòng vào lại tại đây. Và đó cũng là cái cơ chế gây ra cái nhịp nhanh kịch phát, nhịp nhanh tại thất do cái sau nhồi máu cơ tim. Thì đây là tài liệu tham khảo, và cảm ơn các bạn và thầy đã xem video.